Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau với một món ăn rất là đơn giản, rất là nhanh gọn lẹ, đó là món gỏi rau trộn chay. Món này chắc hẳn là rất là quen thuộc với mọi người, tuy đơn giản nhưng lại rất là bắt cơm. Với cái vị là chua chua ngọt ngọt nè, rau thì giòn, thơm rau răm và cay cay của ớt, chấm kèm một ít nước mắm chay chua ngọt thì còn gì là tuyệt vời bằng nữa. Mình chỉ cần lưu ý thêm cái cách làm nước trộn nữa là sẽ có một dĩa gỏi ngon tuyệt vời. Bây giờ thì em xin mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Nguyên liệu của chúng ta vô cùng đơn giản nè. Ở đây em có là 500g rau trộn. Cái phần rau trộn này thì gồm có là bắp chuối bào, rau muống bào, chuối cây bào và một ít giá ha. Thì cái này mình có thể dễ dàng mua ở các quầy rau trong chợ nha. Tiếp theo nữa em sẽ có đây là 200g nấm bào ngư xám. Cái nấm bào ngư này em mua nhiều đó cả nhà. Rồi em để ngăn đông, bây giờ em rã đông em sử dụng nè. Còn nếu mình có nấm bào ngư mà tươi thì sẽ ngon hơn nha. Tiếp thêm có một ít rau răm. Rau răm thì tùy thích cả nhà mình ăn nhiều hay ăn ít ha. Em có thêm một ít tỏi băm và ớt băm để làm nước chấm nè. Và một ít nước cốt tắc. Đó, nguyên liệu rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình xào cái phần nấm bào ngư trước nha. Để cho cái phần nấm bào ngư của chúng ta không ra nước thì em sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê dầu ăn. Rất là ít dầu ha. Thì sau khi dầu đã nóng em sẽ cho tiếp cái phần tỏi băm vào đây. Mình xào lên cho cái phần tỏi này nó thơm nha. Sau khi tỏi đã thơm rồi thì em sẽ cho tiếp cái phần nấm bào ngư vào đây mình xào ha. Đảo qua đảo lại, sau đó em sẽ vặn lửa thật là nhỏ nè. Kế tiếp em sẽ nêm gia vị vào đây là gồm 1/4 muỗng cà phê hạt nêm chay và 1/4 muỗng cà phê nước tương ha. Tiếp theo nữa thì em sẽ vặn lửa lớn lên và mình sẽ xào nấm bào ngư này trong vòng 2 phút nha cả nhà. Bây giờ thì phần nấm bào ngư của chúng ta đã chín rồi, em sẽ tắt bếp nha. Cái bước kế tiếp của mình sẽ ly làm là nước mắm và nước trộn ha. Đó, cái chén mà có tỏi ớt thì làm nước chấm. Em cho vào cái chén nước chấm này là 2 muỗng canh đường, cho vào cái chén nước trộn sẽ là 4 muỗng canh đường. Tiếp theo em sẽ cho vào cái chén nước chấm là 1 muỗng canh nước cốt tắc và cho vào cái chén nước trộn là 2 muỗng canh nước cốt tắc nha. Em sẽ cho vào cái chén nước chấm của mình là 1 muỗng canh nước. Em sẽ cho vào cái chén nước trộn của mình là 1 muỗng canh tương ớt. Tiếp theo thì em sẽ cho vào cái chén nước trộn là 2 muỗng canh nước mắm chay. Và em sẽ cho tiếp tục vào cái chén nước chấm của mình sẽ là 1 muỗng canh nước mắm chay luôn. Đó, bây giờ thì mình sẽ trộn đều nó lên nha. Cái phần nước chấm bây giờ là đã được rồi nè. Còn cái phần nước trộn á, những cái món gỏi lần trước em cũng đã nói với cả nhà rằng á, là mình sẽ có hai công thức nước trộn ha. Một là cái công thức em đang chia sẻ với cả nhà là dành cho người lớn tuổi ăn được luôn. Còn hai là một cái công thức mà cả nhà nếu ăn chua nữa thì mình sẽ để thêm từ 1 đến 2 muỗng canh nước cốt tắc thôi nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ trộn gỏi ha. Em sẽ cho hết cái phần rau trộn vào đây nè và cho luôn cái phần nấm bào ngư. Tiếp theo nữa mình sẽ rưới cái nước trộn vào đây nha. Bây giờ thì mình chỉ cần trộn đều nó lên và cho thêm một ít rau răm cắt làm 2 làm 3 vào đây nữa là được ha. Đó, rất là đơn giản luôn nè. Sau khi cắt rau răm xong thì mình trộn sơ qua một lần nữa, vậy là mình sẽ cho ra dĩa nha. Chỉ cần bỏ ra 5 phút là mình có ngay một cái món ăn ngon tuyệt vời dành cho gia đình. Sau khi cho ra dĩa thì em sẽ trang trí vài cái lá rau răm và vài cái lát ớt vào đây ha. Thank you.
Và đây chén nước mắm chay chua ngọt của mình. Đó, chỉ cần bỏ ra 5 phút thôi thì mình có ngay một cái món gỏi rau trộn chay cực kỳ ngon dành cho gia đình. Rau thì rất là giòn nè, vị thì chua chua ngọt ngọt, thơm rau răm và một ớt cay cay nữa. À, rất là bắt cơm luôn. Một món ăn cực kỳ đơn giản, siêu tiết kiệm thời gian và siêu nhanh gọn lẹ. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và có những bữa chay thật là ngon miệng. Em xin cảm ơn cả nhà thời gian qua đã yêu thương và ủng hộ kênh Món Chay Mỗi Ngày, cũng như nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em. Nếu thấy thích cái món ăn này thì cho em xin một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký. Đừng quên bấm vào cái chuông để xem món ăn mới mỗi ngày nha. Và bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Tạm biệt!